Cô Hương nhấn nút biến rồi. Chào các bạn, hôm trước mình đã qua cái buổi 2 của tiết phân tâm với tài liệu chính là nghiên cứu phân tâm học. Thì hôm trước mình đã dừng lại ở chỗ này là vùng thứ 2, giai đoạn dương vật. Mình đã đi qua 3 vùng cảm giác, 3 vùng cảm giác trong nguyên lý khoái lạc, rồi 3 vùng khoái cảm trong nguyên lý khoái lạc. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 2. Ở phần thứ hai này chúng ta sẽ xét về mối tương quan giữa nguyên tắc khoan khoái và bệnh suy nhược thần kinh, nguyên tắc khoan khoái và trò chơi trẻ con. Này hay nè, lọt chữ ký nè. Thì ở chỗ này các bạn sẽ thấy là mình sẽ có cái từ là nguyên tắc khoan khoái, trong khi phần đầu của mình á nó thuộc về nguyên lý khoái lạc. Sở dĩ nó có sự khác nhau như vậy á là từ cái nguyên lý khoái lạc. Sau khi đạt được cái trạng thái thỏa mãn ở nguyên lý khoái lạc thì nó sẽ dẫn tới Freud đã tìm ra một cái thuật ngữ mới để xét mối liên hệ giữa nguyên lý khoái lạc với những cái bệnh học, đặc biệt là các bệnh về thần kinh học. Thì đến cái giai đoạn đó Freud dùng một cái từ mới cho cái nguyên lý khoái lạc, nên sẽ có cái từ là nguyên tắc khoan khoái. Với cái nguyên tắc khoan khoái này á, đầu tiên là xét về mối tương quan với bệnh suy nhược thần kinh. Khoan khoái. Khoan khoái. Khoan khát. Khoan. Ở trên. Xin lỗi mọi người, ở trên thiếu cái một chữ O. Ở dưới thì đúng. Và với cái nguyên tắc khoan khoái này á, xét với trên trường hợp các bệnh học á, thì Freud đi mạnh vào việc tìm hiểu về suy nhược thần kinh ngoại thương. Neurotraumatic, đó. Nó là cái tên, đó là tiếng Pháp nha mọi người. Tiếng Pháp. Suy nhược thần kinh ngoại thương. Thì mình nói một tí về suy nhược thần kinh. Như phần giới thiệu lúc đầu á, ở khoảng giai đoạn cuối đời của Freud thì Freud bắt đầu dùng cái quan niệm của mình á, chiếu rọi bằng ánh sáng của phân tâm lên các trường hợp, các vấn đề xã hội, trong đó có chiến tranh. Thì ông mới tìm hiểu về những cái ca mà bị di chấn sau chiến tranh á. Thì thường khi mà người ta bị tác động mạnh bởi chiến tranh, đặc biệt là trải qua cái cảm giác, ví dụ ở trong chiến trường cái bị bom đạn tấn công, sau đó người ta vẫn còn sống, thì sau đó người ta xảy ra những cái tình trạng suy nhược thần kinh. Tuy nhiên á, ở trong đây mình đề cập tới là suy nhược thần kinh ngoại thương, tức là cái yếu tố thông thường của nó sẽ nhiều hơn là chỉ đơn thuần là do tác động của chiến tranh. Tức là cái việc suy nhược thần kinh này nó sẽ còn do tác động bởi những cái sự sang chấn thông thường. Ví dụ họ sợ, họ lo lắng một cái điều gì đó, mà khi cái điều đó nó được đẩy tới đỉnh điểm, ví dụ người đó rất là sợ con gián, sau đó có một, họ đang đứng như thế này, có một người cầm con gián lại phía sau, người hù hồn một cái, sau đó đập con mắt con gián vô thẳng mặt họ, thì nó có khả năng rất là cao họ có thể sẽ bị suy nhược thần kinh ngoại thương. Tôi phải nghĩ đó là nó phải rút vô một cái ổ toàn là dán hết, công ty Nam Bắc thì nó cũng phải toàn là dán hết, nó mới suy nhược chứ, sao nó yếu đuối vậy? Đúng rồi, khi mà nói tới cái phần nói tới cái phần suy nhược này á, có nghĩa là nó sẽ xảy ra trường hợp đối với những người mình gọi là thần kinh yếu. Như hăng như nếp như bông giếng. Giống như mình chơi cảm giác mạnh đi, mình sợ độ cao, cái nó giật mình tuốt lên trên không, cái mình lúc mình chơi xong mình đi xuống mình nó bị suy nhược mọi thứ. Nó tùy trường hợp. Cỡ con chắc không rồi, đứt luôn. Tại vì cái phần suy nhược ngoại, suy nhược thần kinh ngoại thương này á, nó còn là một cái sự tổng hợp nữa, tức là với những cái điều kiện thích hợp ở ngay cái thời điểm đó thì nó mới dẫn tới trường hợp là cái nỗi sợ đạt tới cái đỉnh điểm. Ví dụ một vài trường hợp cái họ ở trạng thái rất là bình thường, và cái việc họ sợ như vậy nó chỉ một đơn giản là một cái nỗi lo sợ thôi, chứ nó chưa đạt tới cái tình trạng là nó ảnh hưởng đến thần kinh. Còn này là do tác động bên ngoài gây ra sự ảnh hưởng thần kinh, dẫn đến cái sự suy nhược về thần kinh á, thì nó gọi là suy nhược thần kinh ngoại thương. Thì ngoại thương là sao, cái tính ngoại thương? Ngoại thương hả? Em đọc trong cái tài liệu của nghiên cứu phân tâm á, thì nó giải thích là do những cái tác động từ bên ngoài, cái tố tác động từ bên ngoài để phân biệt so với di chấn bên ngoài, di chấn bên trong. Tức là bị thương từ bên ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà không hẳn là bị thương vì da thịt, mà nó bị tác động bên ngoài, kinh từ bên ngoài. Ủa gì thì hồi nãy nó liên quan gì tới cái sự khoan khoái?
tức là khoan khoái là một phần riêng ha, hay là lấy liên quan tới cái này? À, nguyên tắc khoan khoái với suy nhược thần kinh ngoại thương. Đầu tiên á là nó sẽ đi từ khoan khoái quá nên suy nhược. Nguyên tắc khoan khoái nè, em không nghĩ theo cái dạng nó là khoan khoái theo cái chiều hướng là nó thích, mà theo cái chiều hướng là yếu tố nó tác động, giống như hôm trước mình đề cập tới cái phần nỗi sợ. Khi mà người ta sợ nhiều cũng gây ra tình trạng là những cái đó nó sẽ quay trở về. Thì liên quan đến khoan khoái, tức là khoan khoái này hiểu là sao? Bạn cũng là khoái khoái hả? Khoan khoái hả? Khoái thế thế bị hồn. Khoái giống như lần trước là một cái vùng khoái cảm. Không, em thì không nghĩ nó khoan khoái theo cái kiểu là của vùng khoái cảm. Mà khoan khoái đây có thể hiểu là cái sự mà tác động mà nó gây ra cái sự mà kích thích. Vì kích thích thì nó đâu có khoái không? Đâu khoan khoái. Kích thằng này thôi, nó có khoan khoái. Nó kích sao? Khoái không? À, kích thích đó là hồi nãy cái người mà cầm con nhán hồn với người kia là kích thích đó. Người đó cảm thấy khoan khoái hay sao? Người đó bị hết hồn mà nó nhận kích thích đó. Khoan khoái. Cái từ khoan khoái này trong cái bản chính thức nguyên tắc nghiên cứu phân tâm thì nó không có cái dịch từ khoan khoái. Nhưng mà nó có giải thích cái phần chuyển đổi từ nguyên lý khoái lạc sang nguyên tắc khoan khoái. Là ở chỗ này, nguyên tắc khoan khoái này vẫn là cái sự tác động của yếu tố sơ cấp. Tức là cái phần vô thức á, những tác động từ phần vô thức nó chi phối và nó ảnh hưởng đến bệnh suy nhược thần kinh. Nó là nguyên nhân tạo ra cái bệnh suy nhược thần kinh. Mơ sao ha? Không rõ sao á? Có thuật ngữ đâu, có thuật ngữ. Không, trong này không có thuật ngữ luôn. Không phải đề cập tới thuật ngữ. Em cũng thử gõ nguyên tắc khoan khoái lên trên mạng để tra về thuật ngữ thì cũng không thấy xuất hiện lại. Trong có cái định nghĩa không? Cái định nghĩa nguyên tắc. Nguyên tắc thì phải có phát biểu chứ. Phát biểu nguyên tắc hả? Nguyên tắc bằng tay trái vậy đó, phát biểu. Nguyên tắc khoan khoái. Mẹ thì nó không có, hẳn có tự nhiên thuật ngữ. Có cái nephrose traumatic gì đó thầy, cái đó là cái gì? Cái hồi nãy là của suy nhược thần kinh, suy nhược thần kinh ngoại thương. Đó, cái chữ cũng là từ neuron á. Tiếng Anh là neuron á. Neuron. Nguyên tắc khoan khoái hả ta? Ồ, neuron này là nephro. Tiếng Pháp mà. Để gì tra lại cái bảng trên kia á. Nó không phát biểu quy tắc mà đi sâu vào, đầu tiên nó đi tìm hiểu về bệnh suy nhược thần kinh luôn. Cái gì thì liên quan đến khoan khoái ha. Vậy thì cái này phải sửa lại là bệnh suy nhược thần kinh. Ok. Sao có gì khoan khoái và trò chơi che cho con? À, cái này là phần phía sau. Phần phía sau nè, tức là trong cái bộ một này nó hai phần. Phía sau nó có không? Có. Phía sau có khoan khoái không? Nó có trò chơi trẻ. À có, dính phần trẻ con nè, phía sau nó nhiều quá. Mà nó có nó khoan khoái. Có. Có cái sự vui thích. Đi hồi sau sẽ có. Okay. Hôm nay hy vọng sẽ kịp, tại hôm nay có nhiều thứ. Suy nhược thần kinh ngoại thương, đây đầu tiên là cái phát biểu đầu tiên. Là những bệnh suy nhược thần kinh ngoại thương rất gần với bệnh loạn thần kinh. Hysteria, vì có nhiều triệu chứng vận động nhưng thường thường có khác vì những dấu hiệu đau đớn chủ quan về tinh thần, như trong trường hợp chứng u uất và chứng u uất cũng có khác vì sự suy yếu và đảo lộn gần hết các cơ quan tâm thần. Thôi anh coi cái chỗ u uất và chứng u uất nó khác nhau này. Dịch vào nè, chỗ không phải dịch, đây là nó dịch từ bị lan poly và hypochondri. Thì em có tra lại á cái phần của cái từ bên tay trái này nè, nó dịch thành là cái tình trạng lo lắng, thuộc về tâm. Nó thuộc về tâm. Còn ở bên đây nó dịch thành chứng uất này là sự sợ hãi, lo lắng. Cái lo lắng hay sợ hãi hả? Sự lo lắng và sợ hãi, cái tình trạng với một cái sự mà em có từ điển Pháp mà mày tra thử sợ đấy. Nó nảy ra bên ngoài không hả? Sợ thì nó nảy ra bên ngoài, một tình trạng ở bên trong. Cũng chưa hẳn. Cái sợ cũng nó cũng nằm bên trong vậy. Cái này là dịch lại trên các trang tiếng Pháp á, nhưng mà cũng chỉ thuộc về dịch tiếng Việt thôi, chứ cũng học chưa có cái từ điển Pháp luôn. Quang rồi có cái này hả? Có một cái rất gần với mình rồi, kinh. Từ điển tiếng Việt có chứng vận động nhưng thường có khác với những dấu hiệu đau đớn chủ quan, như trong trường hợp chủ quan
từ ù là khói ù, nó khác về sự suy yếu và đảo lộn gần hết các cơ năng thần kinh. Này như có ai có từ điển tiếng Pháp của Meta không? Quan hệ này nó khác nhau á, này là sự suy yếu và đảo lộn gần hết cơ quan thần thần. Cái này là điểm khác, nó nói điểm hai cái. Đúng rồi. Nhưng mà trước khi để biết về cái bệnh suy nhược thần kinh ngoại thương á, thì đầu tiên nó rất gần với bệnh loạn thần kinh, vậy phải hiểu cái bệnh loạn thần kinh trước. Tại bệnh loạn thần kinh hysteria là cái bệnh nó cổ, nó xuất hiện cái trước đó. Sau đó những cái phát hiện sau nó mới là tạo tiền đề để cho Freud ra cái bệnh là bệnh suy nhược thần kinh ngoại thương, có nghiên cứu sâu hơn. Nếu mà đầu tiên mình tìm hiểu về nghiên cứu hysteria, khoan nha mọi người, mình coi đây tí. Thì hysteria, cái từ hysteria là trong tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là tử cung hay là dạ con. Tại vì cái bệnh đó nó thường nó xuất hiện nhiều ở nữ giới. Thì cái bệnh đó nó sẽ biểu hiện ra các triệu chứng ví dụ như là co giật, rồi la ó, rồi bị liệt các bộ phận trên cơ thể. Giống động kinh vậy. Đúng rồi. Trong cái tài liệu, cái cuốn này nè, người ta gọi là động kinh, bệnh động kinh. Thì thường xảy ra ở nữ giới. Thì với cái quan điểm hồi xưa á, là người ta có hai cái quan điểm truyền thống về cái bệnh hysteria. History. Thứ nhất á, là cái bệnh này nó thường xảy ra ở nữ giới. Người ta mặc định là xảy ra ở nữ giới và nó liên quan đến cơ quan sinh dục của nữ. Cái thứ hai, người ta cho rằng cái bệnh này là một cái bệnh tổn tượng. Người nữ họ tổn tượng, thế nên họ đưa họ biểu hiện ra bằng những cái biểu hiện như vậy. Thì hai quan điểm truyền thống. Đến thời của Charcot thì ổng bắt đầu đưa ra những cái phát hiện nó hơi khác một tí. Trước khi Charcot là mình sẽ qua một số sự kiện trước ha. Là vào năm 1885, giai đoạn này là Freud được cấp một cái học bổng. Ổng được cấp học bổng này đi du học ở Paris. Và thầy của ổng là Charcot. Charcot lúc bây giờ ổng là một nhà thần kinh học nổi tiếng, cũng là giám đốc của bệnh viện Steric. Sau khi làm việc với Charcot rồi đó, thì chính Charcot là người đã đưa ra những cái quan điểm khác so với cái quan điểm truyền thống về bệnh hysteria. Thì ông cho rằng cái bệnh này á, nó không phải xuất phát hoàn toàn từ cơ quan sinh dục nữ, mà là do từ những cái tác động bên ngoài ảnh hưởng nữa, chứ không phải đơn thuần chỉ do cơ quan sinh dục nữ. Tại vì nếu mà thông thường để nói, để giảm thiểu về cái tác động của bệnh hysteria, thì người ta sẽ lấy đá, người ta dường lên buồng trứng của người nữ, hoặc là ta nén cái buồng trứng, hoặc là giải phẫu cơ quan sinh dục nữ, thì để giảm cái tác hại của trứng này. Rồi nhưng mà đến lượt của Charcot thì ổng lại cho rằng nó không phải chỉ đơn thuần là tác động từ cơ quan sinh dục nữa. Tại vì ổng là một nhà cơ lý học, cơ lý, thì ổng cho rằng á, cái sự tác động nó sẽ còn nhiều hơn như vậy. Thế nên Freud cũng bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu nhiều hơn về bệnh hysteria. Tức là nó có yếu tố của thần kinh ảnh hưởng tới. Đúng rồi, thần kinh ảnh hưởng tới. Nhưng mà vấn đề á, là Charcot á, ổng lại đi theo cái hướng là ổng không cho rằng bệnh hysteria là một cái bệnh nó liên quan tới bên tâm lý. Ổng lại học, tại ổng nhà cơ lý học, ổng nghĩ rằng nó liên quan tới tâm lý. Mà ngoài cái cơ quan sinh dục nữ, nó sẽ còn những yếu tố khác thôi, chứ nó không phải thuộc về tâm lý. Ổng bác bỏ vì bên tâm lý. Roy thì cho rằng nó thuộc về tâm lý. Đúng rồi. Và chính vì cái phát biểu của Freud nên nó cũng tạo ra cái sự rạn nứt trong mối quan hệ thầy trò. Thì dẫn đến tháng 4 năm 1886, thì Freud bắt đầu ra mở một cái phòng mạch riêng để ổng nghiên cứu về bệnh hysteria. Rạn nứt coi ra mở. Thì tháng 4 năm 1886 á, bắt đầu Freud mới tự mình nghiên cứu những trường hợp về history. Thì đến tháng 10 năm 1886 á, Freud mới gặp lại cái người bạn cũ của mình, mà cái người mình gặp hoài á, trở đi trở lại trong các cái bài mà mình đề cập tới á, là Breuer. Người này á thì là bạn của Freud. Đây cũng là người có kinh nghiệm nghiên cứu về các trường hợp history. Thì hai người mới trao đổi các phương pháp với nhau. Thì đầu tiên á, Freud là dùng phương pháp là ám thị bệnh nhân. Dùng cái ám thị trước. Ám thị rồi sau đó mới đặt ra cái hệ thống các câu hỏi.
Tuy nhiên á, sau này ổng bắt đầu ổng có cái sự thay đổi các phương pháp. Vì khi mà kết hợp với Freud á, thì Freud mới kể cho Freud nghe về những cái tình trạng cái người bệnh á, mà nó có liên quan trực tiếp tới về tâm học chứ không phải đơn thuần về cơ vật lý nữa. Thì một trong những trường hợp mà Freud kể cho Freud á, là vì cái ca của gọi là mình gọi là ca điển hình cho trường hợp hysteria mà sau này người ta dùng để phân tích á, là của Anna O. Ca trường hợp về hysteria nổi tiếng là của Anna O. Sao ta biết tắt cái tên là chữ O đó là biết cái chữ khác đó. Giống như là ký thành trường đó là ký thành C đó, sau này ví dụ như mà có ai ghi lịch sử lên ha, nói trung tâm sẽ có một cái nghiên cứu trường hợp hay là ký thành C. Rồi. Vui kìa. À, đến cái trường hợp ví dụ như bệnh nhân đến trường chèo đi học là bị bệnh đó hả? Đến với trường hợp của Anna O á, thì đây là một người phụ nữ người Đức. Cô ấy 21 tuổi. Lúc mà tình trạng đến gặp Brewer á, thì cổ đang có một người cha bị bệnh và nằm ở bệnh viện. Thì khi mà đến gặp Brewer thì cô gái này đang ở trong tình trạng là mắt bị lát. Lát một tiền đó hả? Dạ. Lát nắm là phải không? Dạ đúng rồi, bị lát. Rồi bị lé không này? Hả? Quánh quánh giật lé không? Lát không? Chỗ nhà cắm chỗ nhà tiền. Bị nắm da đó. Nắm bị lát men, lát biếng đó. Mà tiền lát tay, cái chân vậy đó. Nó lát lát lên á. À, chỗ trắng chỗ đen á. Chỗ trắng đen là lát men. Lát lát. Vậy lát khác lát men. Để cho hồi đó xuống rồi kia cấy cho mớ lát. Rồi cổ bị rối loạn thị giác nữa. Tức là mắt của cổ thì thường cổ chỉ nhìn được cái hướng thẳng như thế này. Còn muốn điều hòa nhìn sang hai bên thì cổ phải liếc qua đây, cổ nhìn qua bên đây. Cổ liếc qua đây, cổ nhìn thẳng qua bên đây. Ủa mình cũng vậy mà. Không, tức là bên đây cái mình quan sát được vẫn hai bên đây nè. Thì còn này là cổ phải quay toàn bộ cái cơ đầu qua luôn. Để cổ mới nhận diện được. Vậy là cổ thẳng gì thôi. Đúng rồi. Vậy là mỗi lần quay là giống kia cây đèn ha. Nó bị đứng. Rồi thành ra rồi còn thêm một cái cổ phải làm như vậy nữa tại vì cổ liên quan gì ha, sao cái bị lát nó được ghi nhận rồi hả? Không, tức là các triệu chứng của bạn thôi để tập hợp lại thôi thì lát còn bên nữa trích nguyên nhân quay qua cái cơ mặt nó bị căng nó đang thì nó là một cái thôi còn cái nữa là cổ bị liệt một bên tay phải, liệt tay phải và cổ. Liệt tay phải và liệt cổ luôn. Ủa rồi sao quay cổ sao quay? Thì đó, bởi vì hôm nãy nhìn mắt như nó thấy gì bây giờ thấy. Từ quay cổ thì chứ sao quay người. Đó, thì đó là những cái triệu chứng của người phụ nữ tên là Anna O nha. Thì ban đầu á, Freud cũng sử dụng những cái phương pháp thông thường thôi, từ cái ám thị, từ việc đặt ra những cái câu hỏi, rồi bắt đầu mới tiến tới dùng những cái biện pháp ví dụ là thôi miên. Nha. Thì trong cái tình trạng đó thì mỗi một lần mà hỏi anh Âu thì mới bắt đầu phát hiện ra những cái ký cũ. Cái lần đầu tiên á, là phát hiện ra cái việc mà tại sao á, cô ấy có một cái đặc tính nữa là cổ là người Đức, cổ có thể nói tiếng Đức. Tuy nhiên á, khi mà người ta nói với cổ tiếng Đức á, thì cổ trả lời bằng tiếng Anh. Mặc dù cổ hiểu tiếng Đức nhưng cổ thường trả lời bằng tiếng Anh. Cổ biết tiếng Anh. Vậy triệu chứng lạ. Loạn ngôn ngữ. Đúng rồi, loạn ngôn ngữ nữa, rối loạn về mình nói nữa. Rồi sau nhiều lần làm việc với người phụ nữ này á, thì bắt đầu cái tình trạng đầu tiên ổng mới giải đáp được á, là vào một cái hôm mà đang làm cái trị liệu cho người phụ nữ này á, thì cổ đột nhiên cổ nói tới một sự kiện là cổ nhìn trong cái phòng khách sạn, lúc đó cổ ở với một người phụ nữ người Anh. Sau đó cổ nhìn thấy cái cảnh là có một cái con chó nó lợi nó liếm nước trong ly của cái bà người Anh đó. Thành ra cổ thuốc lên là thật là ghê tởm. Sao lại có thể xảy ra những cái việc như thế này? Tại vì người bà Anh Âu này là người được giáo dục trong một nền giáo dục rất khắt khe. Và thành ra đây trở thành một cái ký ức của bà. Bà nhớ tới hình ảnh con chó liếm vô nước. Thành ra nó là cái dự kiện đầu tiên mà Pro nghĩ tới cái việc tại sao cổ lại bị loạn ngôn ngữ vì tiếng Anh và tiếng Đức. Ủa, có liên quan. Ủa lúc đó đâu có con chó gì đâu.
Mà lúc đó là có con chó hay con chó gì đó, chỉ là nhìn thấy cái bà ngồi chung phòng cái tưởng nó cái ly. Không có, tức là lúc này á khơi gợi được một cái dự kiện thời quá khứ, là có một cái thời điểm á khi mà ở trong cái phòng của một bà người Anh, cái cô gái này nhìn thấy cái cảnh là con chó nó lại liếm nước trong cái ly của bà người Anh đó. Mà cái đó có thật không? Ờ, cái đó là cái trường hợp bà người phụ nữ đó kể là đã từng nhìn thấy cái chuyện đó. Và nó và bà còn nói rằng từ đó tới giờ bà không hề nhớ tới cái chuyện đó, nhưng đột nhiên với những cái lần mà ông này ông hỏi lại những cái sự kiện quá khứ á thì bà lại nhớ được cái việc đó. Tức là bà nhớ ra cái vụ mà con chó nó liếm đi nước của bà nội kia. Ừ. Bà kể cho ông nghe. Đúng rồi, đúng rồi. Tin đáo để. Dạ. Ủa, lúc trước bà này bắt đầu có gặp bà kia sao biết liếm nước của bà kia? Tức là bà gặp lúc trước khách sạn á. Thì bà gặp khách sạn, cái bà nhận đi nước của bà. Ờ, cái ví dụ của nhà đó, cái bà đó bà ngồi đó bà để ly nước bên đó. Chó lại nó đậy lại nó uống ly nước của bà. Cái bà cái bà kia anh thấy. Bà ô này bà ngồi đây bà thấy. Nó không ngờ gì uống được nữa. Thì bạn cháu có thiệt mà. Bạn cháu có thiệt. Ừ. Vậy sao gọi là liên tưởng thầy? Nhớ là không gọi nhớ. Cái hình ảnh đó là hồi trước đó. Thì hiện tại liên tưởng là hồi quá khứ. Đúng không? Cái hồi quá khứ đó. Tức là lúc đó có cái ly vậy thôi hả? Trời. Có con chó nữa. Con chó với cái ly này nữa. Nhưng mà lúc này bà sống chung với bạn người Anh. Cái thời bà ở cái khách sạn hiểu không thằng kia. Trời ơi. Ờ, cái bà ra bà ngồi sẵn khách sạn mà thấy mẹ kia ngồi đó. Được chưa? Chó chạy lại liếm đi bà kia. Bà nói trời nó ghê tởm. Được chưa? Đó là cái thời đã qua. Bây giờ quay lại gặp cái ông này. Ông này ông phỏng vấn hỏi về ký ức xưa, cái tự nhiên bà nhớ chừng cái chuyện đó bà kể cho ông nghe. Người trước đó là bà không có nhớ với cái đó thầy. Trước thì bà không có nhớ, sau đó cái bà nhớ chuyện đó bà kể cho ông nghe. Sao? Và là nó một cái dự kiện đầu tiên ông kia bắt được. Và với cái những cái trường hợp của mình thì ông tự liên hệ với cái dự kiện thực tế là những cái bà đang bị. Để ông có cái sự so sánh là liệu rằng nó có phải là một cái trong những nguyên nhân hay không. Rồi sau đó, sau cái giai đoạn đó thì bắt đầu cái tình trạng của bà đã bắt đầu nó đỡ hơn. Nhưng á, vấn đề lớn á, là ban ngày á, bà bình thường. Nhưng mà hẻ tới ban đêm á, lại bà tiếp tục bà la ó. Bà la ó. Là rồi bắt đầu nữa. À, mới tiếp tục tiến hành những cái cuộc nói chuyện nữa thì bắt đầu bà lại cung cấp được một cái dự kiện mới. À, là nó sẽ liên quan tới cái việc mà... Thang bò. Không phải, trong một cái hôm bả đang ngồi trực để canh cha bả cho bệnh viện á, thì bả ngước lên nhìn, bả nhìn thấy một con rắn màu đen. Và lúc đó cái tay của bả muốn giơ lên, bả la hét, bả muốn đổ chạy, nhưng mà cái tay phải nhấc không nổi. Tay liệt mà. Không có, tức là lúc mà hồi bả chăm sóc cha bả thì tay không liệt, tay phải không liệt. Sao vụ đó liệt luôn? Không. Tức là sau cái vụ đó bả cũng không biết tại sao tay bả lại bị liệt bên tay phải nữa. Thì bà chỉ nghĩ là những cái trường hợp của bà là bị cái bệnh hysteria thôi. Tại thường bệnh hysteria thì nó sẽ biểu hiện là có cái liệt nữa. Xong nhưng mà bây giờ thì Freud bắt đầu nhận được một cái dự kiện mới. À là có cái trường hợp mà bà thấy con tinh hải trước khi nhìn thấy một cái con rắn màu đen. Vậy có khi nào rắn đó là bà tưởng tượng không? Có khi nào con chó hồi nãy bà không tưởng tượng không? Cũng có thể. Cũng có thể. Nó là cái nè. Sao mấy cái ca của pro đó nghe buồn cười quá ha. Các nghe có vẻ như ổng có mò. Chứ là sao biết bà nói thiệt không? Là bà lúc đó bà có cái gì thì là bà nói... Bắt đầu những trường hợp của Fro nữa thì Fro sau này không có đi mạnh về hysteria. Tại vì sau cái ca này xong thì thật ra cái ca này nó cũng có nhiều sự tiến triển theo ổng, có nhiều cái sự đỡ hơn. Nhưng mà cái sự kiện cuối cùng là sau khi bà đỡ rồi, những cái bộ phận của bà nó bắt đầu nhảy lại bình thường rồi á, thì có một hôm ổng đến bên giường của bà, cái gì bà la quá. sau đó bà, mọi người biết bà nói cái gì không? Nói cái gì? Mọi người nói, bà nói rằng anh ơi, em đã có con của anh rồi, đứa nhỏ này là con của anh rồi. Thế là bà chuyển sang bị loạn kinh, sang bị khùng đó. Thì sau đó Freud mới bắt đầu là thần kinh, ở đây là thần kinh. Mới dời cái vị trí sống của mình với vợ của mình sang một cái nơi khác luôn. Và ông không có đi, ông làm cái việc mà đi tham vấn tâm lý để chữa trị những chứng hysteria nữa. Ông quá hoảng sợ trước những cái ca như thế này. Vậy là chuyển sang nghiên cứu ông, tự nghiên cứu ông. Ông đã bị quá sợ. Vậy là lúc đó bà chết chưa?
Không, ủa sao bả chết con? Những hàng đó mà những hàng có lúc đó là bóp cổ bả chết. Không gì. Lúc mà bà chết thì bà chết không? Bà đi về đâu phải không chứ hả? Bà chết bà như thế nào? Bà đâu có thai gì đâu đúng không? Chắc là đây nè. Cười quá trời rồi nè. Trời ơi. Hứng thú nữa. Hứng thú rồi. Hồi đó là sao hằng? Sao vậy? Đổ thừa ổng rồi có hết kìa. Hết kìa ra kìa. Quá khích. Quá khích rồi. Nghiên cứu thì tự nghiên cứu đi. Trường trường hợp điển hình nữa. Châu Ngọc Như Hờ. Châu Ngọc Như Hờ. Kiến Thành Chờ. Có hai trường hợp điển hình đó. Châu Ngọc Như Hờ. Châu Ngọc Như Hờ. Nhưng mà bắt đầu đến những cái trường hợp mà hysteria của Freud á, tại thì Freud lại không đưa ra những cái trường hợp điển hình của mình, mà chỉ đề cập tới cái việc á, với những cái tài liệu nghiên cứu về ổng á, thì chỉ đề cập tới cái việc á, là ổng tiến tới bước là bác bỏ cái quan một trong những cái quan niệm nữa là hysteria chỉ xảy ra ở nữ, mà ổng còn nghiên cứu thêm cái việc mà ở hội nghị về y học ở Viên năm 1887 á, thì ổng chỉ ra cái trường hợp là hysteria ở nam giới. Thì cái kết luận của ổng á, nó không phải đến từ cái thủ pháp thôi miên hay là ám thị trước khi ổng dùng, mà ổng dùng mà những cái phương pháp và cái kỹ thuật khác, trong đó có cái kỹ thuật là sao mất tiêu rồi, nhiều phương pháp nhé, liệu pháp trò chuyện. Thật ra cái này là liệu pháp hồi trước á, nếu mà hồi trước chỉ thuần á, là ám thị hoặc là thôi miên, tức là đưa bệnh nhân vào cái tình trạng không tỉnh táo để có thể hỏi ra những cái sự kiện, những cái dữ liệu trong thời quá khứ, thì bây giờ ông dùng phương pháp là trò chuyện đơn thuần, thì nó sẽ kết hợp với một cái thủ pháp khác nữa, nó chính là liên tưởng tự do, tức là nó sẽ kết hợp vào cái kinh nghiệm, cái sự gợi cho cái người bệnh những cái sự nhớ về cái thời quá khứ, nhưng mà ở trong cái trạng thái hoàn toàn bình thường, để trả lời những câu hỏi đó, sau đó liên kết các dữ liệu lại để có thể tìm ra đâu là cái nguyên nhân, đâu có thể là nguyên nhân để dẫn tới cái tình trạng đó. Liên tưởng tự do không làm rồi nhớ à, cái hình đó thì phương pháp đó gọi là liên tưởng tự do, không muốn tưởng gì tưởng. Thông qua cái tưởng của con thì biết được cái background của con có những gì. Không có cái tưởng nào mà gọn hả? Sao làm gì? Có gì tưởng bò mà không tưởng tượng mà tưởng là phải voi không bò được. Không, có cái tưởng gì mà gọn trái ngược lại với tự do. Gò không hả? Tưởng gò hả? Mình dẹt gò ra, mình tưởng tưởng gò. Không phải hả? Nãy chưa? Rồi sao? Đổ thừa ổng rồi lật đó rồi sao? Cường quá. Rồi tiếp tục là phần nghiên cứu về hysteria. Thì với cái bài tham gia cái hội nghị y học ở Viên á, thì Freud trình bày về cái nghiên cứu về chứng hysteria của mình á, thì có 8 điểm được trình bày trong cái phần nghiên cứu này. Thứ nhất á, là trường hợp hysteria là bị giày vò mang bản chất gây chấn thương. Phần bị giày vò mang bản chất gây chấn thương này á, là ổng bắt đầu tổng hợp lại những cái sự cái kinh nghiệm của mình á, qua những trường hợp, tức là họ bị tác động bởi những yếu tố xâm hại tới họ. Thì trong đó có những ca là bị xâm hại về tình dục, thì nó có sự giày vò và để lại cái dư chấn mà nó tạo ra những cái trường hợp bị động kinh như ở cái thời điểm hiện tại. Cái phần thứ hai là những ký ức gây chấn thương là tác nhân gây bệnh. Thì với phần những ký ức gây chấn thương này á, thì Freud bắt đầu đi vào cái việc mà khẳng định lại cái luận điểm ban đầu của mình á, tức là hysteria nó có liên quan tới tâm lý. Những cái ký ức gây chấn thương đó nó là một trong những phần chính để tạo ra cái tác nhân gây bệnh, chứ không phải chỉ đơn thuần là do cái người kia họ xâm hại đến cái người đó, mà cái ký ức để lại mới là cái nguyên nhân. Cái tưởng. Cái thứ ba là những gì ta không thể nhớ thì cũng không thể dễ dàng bỏ lại đằng sau. Thì đây là trường hợp mà ông đề cập tới cái việc á, tại sao những người bị chứng hysteria trong trường hợp thông thường họ không nhớ đến những cái, họ không, có thể là không nhớ nhưng thực ra là không muốn nhớ đến những cái ký ức, chối bỏ chối bỏ họ chối bỏ những cái đó. Có chối bỏ những gì không?
nhiều ký hoài á. Trường hợp đứng lên mà. Thường thiệt không? Nhưng không? Có chơi bỏ điều gì không? Những trường hợp điển hình Châu Ngọc như hờ. Thì với những cái phần ký ức muốn chối bỏ thì người ta nghĩ rằng là người ta có thể quên nó. Thì đúng thật là người ta có thể quên tạm thời, nhưng thực chất nó còn. Và nó là một cái để ám ảnh rất là sâu, và nó sẽ tạo ra những cái tác nhân mà mình không biết được. À thì ra nó là do những cái nguyên nhân ở thời xưa nó gây ra cái tình trạng hiện tại. Nói tóm lại là khi mà mình bị quên đi đó, mình bị không có nhớ đó, mình không có sửa được. Mình ngu, mình quên là mình bị ngu quá, mình sửa không được. Là quên ngu. Hiểu không? Trung học thiên thời hiểu không? Ký sinh trời hiểu không? Rồi cái ý thứ tư, xua đuổi hồi ức đau đớn khỏi ý thức nhờ sự dồn nén ở vô thức. Nó là cái cách mà những người Hestia họ tự họ ngụy biện về những cái ký ức xưa cũ của mình á, tức là bằng cách là đưa những cái vấn đề nó dồn nén sâu lại thì nó chỉ ở trong vô thức thôi, nó có thể tách rời tạm thời khỏi ý thức nhưng thực chất nó còn. Thì cái lượng điểm này thật ra nó bổ sung cho lượng điểm thứ ba thôi. Cái thứ năm là năng lực cảm xúc và tác động của những ký ức tiêu cực bị bóp nghẹt. Tức là nếu mà ở một cái thời điểm đó với những cái sự tác động và xâm hại đó thì nó có thể tạo ra những cái biểu hiện ở một cái thời điểm gần gần đó thì nó lại không biểu hiện liền, mà nó ở đó và nó biểu hiện ra thành một cái hình thái ở cái giai đoạn sau đó mà người ta lại không tìm ra được cái nguyên nhân. Nếu mà đường thường người ta chỉ đi chữa bệnh để phát hiện ra xem sinh lý có bị gì không thì ta không phát hiện ra được. Cái thứ bảy cho mọi người, thứ sáu, cảm xúc bị bóp nghẹt chuyển thành triệu chứng sinh lý của hysteria bởi tác nhân kích thích vô thức. Tức là với những cái lúc đầu mà người ta không thể điều không cách kiểm tra bằng sinh lý thì bây giờ những cái ở trong vô thức nó được chuyển ra ngoài để giải tỏa những cái mà hồi xưa mình bị đó, mình bị ám ảnh, mình bị sợ hãi đó bằng những cái biểu hiện. Mà biểu hiện của hysteria ở cái thời điểm đó là cái tình trạng là sủi bọt mép, gùi nằm co giật, gùi la hét, gùi liệt các bộ phận trên cơ thể, nó ra tạo ra thành những biểu hiện ở bộ phận sinh lý, ở phần sinh lý bên ngoài. Thứ bảy, triệu chứng được kích thích bởi vô thức sẽ biến mất khi diễn ra thao tác khơi mở. Tức là ổng đang muốn nói tới vai trò của những cái phương pháp phân tâm được sử dụng. Thì thường khi mà sử dụng cái phương pháp phân tâm ở cái thời điểm đó thì nó làm cho bệnh hysteria nó dịu nhẹ tạm thời. Tuy nhiên á, nó xảy ra rất là nhiều trường hợp là những cái vấn đề nó sẽ quay trở về. Thế có khi nào tại ta cô đơn quá, ta làm bộ dễ như quan tâm không? Có cái một trong những cái biểu, cái này là tra cứu thêm không phải phạm vi phân tâm, mà trên cái trường hợp mà bệnh lý học á thì ta đề cập đến nhiều, có những ca cần phải rất cẩn thận là những ca là cần cái sự quan tâm của người khác, nên khi họ bị như thế này họ thường á họ chỉ xảy ra hysteria ở trường hợp là có người chỗ đó thôi, còn ở mình ơi thì không bị. Là cũng có trường hợp là để thu hút sự quan tâm của những người khác. Thì thường đây là những trường hợp mà cần cái sự quan tâm và yêu thương á. Có không đang suy nghĩ ký sinh chờ có không? Ký sinh chờ tên không có gì, cứ ký sinh chờ. Ý nó là ở đông người là ở đông người làm bộ. Ơi tôi đi. Ở một mình mà bị như vậy nó mới gọi là bệnh đúng không? Còn này như con là đâm được mới làm không mà. Cứ vô quan tâm tôi đi. Con chỉ cười thôi. Con chỉ cười thôi. May quá trong hết sức ra chưa có biểu hiện không kia cười. Chưa có. Ký có thường là một mình vậy không? Thiệt không nha, nhưng cái thấy chụp hình mình gì đó chui mỏ quá trời đó. Đó không có chùm. Ôi nè, cái mỏ bình thường con nè. Mỏ nhọn chứ. Coi như vậy nè, nó là như vậy. Đây là trường hợp tiếng của mình. Đó là gì bình thường luôn á. Ồ. Đúng là cá trừ kiến, cảm giác vậy á. Cá đầu kiến. Tại bình thường mọi người không thấy thôi. Tại là cần
gần kiến thì nó lao kiến, gần khác nó lao khác. Học cái tập trung đây, người ta ví dụ thực tế, đi sửa đầu bài, đi sinh động đó, tiết học phi truyền thống, không phải tiết học truyền thống đâu. Học bỏ trợ là học vậy nó mới vô cơ. Có những chứng vật chứng này rồi vậy đó, phân tích dễ. Cái nguyên tắc thứ 8 là triệu chứng của hysteria khó xác định, sinh ra từ nhiều biến cố tâm lý, là cái nãy có đề cập trước á, là có những trường hợp gọi là giả hysteria, là những trường hợp cần được cái sự yêu thương á, cần được cái sự quan tâm từ nhiều người. Ông làm vậy đã cũng có cuối cùng có rượt nữa chứ, mấy cái nghiên cứu tôi cũng không có biết chính xác không có vậy. Cẩn thận mọi người tự kiểm tra. Ôi vậy lúc mà người ta giả ông lại cái ông mới đi điều tra coi là ở mình họ có gì không. Tức là cái này, cái hồi nãy thầy đọc á, nó không phải nằm trong của Freud mà nằm trong cái bệnh học hiện đại á. Thì trong bệnh học hiện đại á, nó cũng gọi bệnh hysteria á, gọi là bên đông y á, gọi là tạng táo. Gọi là tạng táo. Tạng táo hả? Táo bón hả? Táo. Tạng táo. Táo là chắc. Nó giải thích theo cái chiều hướng là một cái người họ bị yếu về bên tâm thần á. Yếu vì bên tâm thần nên họ thường cái xảy ra ở cái tình trạng như thế này. Tại vì họ khi mà càng rơi vào cái trạng thái bị kích thích bởi những cái tác nhân mà họ sợ hãi á, thì càng rất là dễ rơi vào tình trạng này. Thì bên trong mấy người lên động rồi đó, nhập bị nhầm ai nhầm rồi đó, họ tự dưng cái hồn cũng bị lật ra, bận nhầm tư rồi, nhầm tư rồi. Sao mấy ông thầy bói á hả? Ừ, cũng có thể, nhưng mà thầy bói chắc tao chủ động bệnh đó. Chủ động bệnh. Thì ở Hy Lạp thời xưa khi mà bị những chứng hysteria xảy ra ở phụ nữ thì có những cái trường hợp là họ sẽ bị hành hình. Tại vì á, quan niệm đây là những người phù thủy, những bà phù thủy. Tự dưng gì này đang mạnh gì này, cái lật cái xứng như hả? Ra coi 2-3 nè. Rồi xùi một mép người ta chưa ngung gì. Rồi đây là sứ giả của quỷ thần, đem đốt nó đi. Ai em đi. Không chịu đúng không? Đó mà ta vậy giờ sao chịu đốt được. với cái những ca mà sau cái hysteria mà nó có liên hệ sâu hơn với là suy nhược thần kinh á, thì tới trường hợp của những ca bị suy nhược thần kinh á, nó không có biểu hiện ra bên ngoài là cái sự sùi bọt mép hoặc là sự co giật nữa, mà đơn thuần là nó có cái sự u uất của cái sự trầm cảm, nó đi nhiều vào những cái triệu chứng trầm cảm hơn. Vậy là đây biểu hiện bên ngoài đó là u uất trầm cảm là hồi nãy có hai cái cũng là u uất và u uất á, để mình tìm hiểu lại á, thì nó sẽ liên quan nhiều hơn tới phần suy nhược thần kinh ở bên sau. Thì tới suy nhược thần kinh á, Freud lại không dùng những cái phương pháp ví dụ như là thôi miên hay là bên ám thị nữa, mà ông dùng sang phương pháp khác, đây gọi là phương pháp ấm. Phương pháp ấm tức là để người bệnh nằm thế này, ta dùng cái tay ấm lên hình trán, ấm mạnh xuống, rồi sau đó bắt đầu mới đặt ra những cái câu hỏi. Thì với cái cách lý giải của Freud á, thì để bệnh nhân con nó hay hai người bệnh với nhau, bệnh nhân con là về các bệnh rồi đó. Người ta gần đúng quá mà thừa nhận gián tiếp. Thì nó là một cái cách để thay thế thôi miên. Tại vì nếu thôi miên đưa vào tình trạng ảo giác thì đây là cái trạng thái ổn để duy trì cái sự tập trung của bệnh nhân á. Khi ấm vào như thế này thì theo Freud lý giải thì nó là một cách để tập trung bệnh nhân, duy trì cái sự tập trung lại, không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài nhiều. Biết tại sao? Quay nguyệt hả? Ai muốn thử? Có muốn thử. Rồi, có tao người khác. Có hai bệnh là thử trước. Đó, vậy đó. Không, mà thì thử thì ai muốn thử người đầu tiên. Em chết đi. Thử nè. Rồi nè. Đừng có nhắm mắt. Cậu không nhắm mắt. Không nhắm mắt. Bên kia nhắm mắt. Không nhắm mắt. Ok. Gì vậy? Chút xíu mô tả cảm giác. Ủa vậy hả? Ngộ vậy? Ừ, nó là cái phương pháp này, nó ngộ đó. Ừ. Thử nghe. Thôi con hỏi nó. Thôi con hỏi nó, mình bệnh nhất mà. Không thử sao biết mình bệnh nhiều không? Ghê quá, nhìn chết tròn vậy hết thầy. Thử biết con, thay mình đi chưa? Bà thì phải nổi bệnh rồi cho hết. Để lên này ơi. Nó tăng thưởng. Thế cái mặt ký ơi. Đảo. Rõ ràng.
ta nhắm mắt lại thôi. Đâu bên đây ai không? Trời đất ơi chưa làm hết. Chưa kịp làm liệu pháp nữa đâu. Còn bệnh à. Cái trạng thái mà em cảm nhận được đó là khi mà ấn như vậy thì giống như các sợi dây giống như nó bắt đầu nó ngược ngược chỗ gì sai vậy nè. Nó vô có cái gì nó kẹp mình vô nhìn. Rồi, ok, trạng thái sạc lập. Thấy không có gì đâu. Cái gì đặc biệt? Thấy bình thường. Thấy bình thường ha. Tại chắc bị ta đụng nhiều rồi. Tôi nhắm nó. Thiệt không? Sẽ nhắm mắt mặt xạo. Không, sáng có gì vậy á. Cô giữ giới chứ cái sáng có giữ giới thôi chứ chiều là bị có. Thấy thấy giữ giới là bị ngã hàng bình thường luôn ha. Rồi vậy là ba đứa bình thường hay là bất thường? Tại vì khi mà có một cái kích thích vô thì chắc nó sẽ xảy ra. Đúng rồi, không có bình thường nữa. Đừng lại không có bình thường nữa. Rồi bình thường là bị bệnh thôi. Bình thường là bị bệnh thôi. Bệnh gì hay bị bệnh đó, bệnh gì đó. Bệnh với không gì? Bệnh vô vi. Bệnh vô vi. Bệnh bình thường đó. Cái gì cũng bình thường vậy đó. Mấy người đó là bệnh dữ lắm. Thấy không? Bởi biểu hiện lên nè. Mệt. Dạ. Mệt biểu hiện lên đó. Nè, khi mà quý vị đưa nè. Quý vị có cái cảm giác bị tấn công. Cái thứ nhất là cảm giác bị tấn công. Thứ hai, cảm giác sợ. Cái thứ ba, cảm giác luôn luôn tập trung để ý cho. Đúng rồi, tập trung đi. Đó. Không, phải xả tự nhiên người nào cũng có hết. Mắt em là có buồn, mắt em sẽ nhắm. Người nào cũng có hết. Có người bệnh nào cũng có. Không, cái mà sợ bị tấn công là thầy chưa làm vô đã sợ rồi. Ôi, đứa bằng thầy đâu có nói đâu, bệnh không có phát hiện được. Cứ khi người ta nói ra cái là sao? Cái bệnh nhân đó sao? Đó, người ta khi mà cái người ta làm cái này xong rồi cái ta dẫn dắt á. Dẫn dắt. Đúng rồi, tôi vậy đó, trời em không tự nói lên được. Còn cái người bình thường người ta tự người ta nói, ồ đúng rồi tôi bị gì nè, tôi thấy nó gì. Tức là người ta hoàn toàn chủ động. À, thấy không? Người ta ồ ta ghi nhận được thực tại. Còn người đó không ghi nhận được thực tại. Phải chờ cái người điều trị á, người ta mô tả, ồ có phải như vậy ha. Như vậy ha. Ừ đúng rồi. Chi phải. Đó là cũng là một cái cách để duy trì cái trạng thái là tương tác tâm lý nữa không anh? Tức là người bệnh họ sẽ càng ngày càng tin tưởng vào cái người bác sĩ nữa. Không, cái đó nó cũng là một cái nữa. Khi mà người ta tập trung vô trên đây á, cái người ta là hoàn toàn vô chú ý chỗ này. Cái chuyện khác. Chú ý chỗ này. Cho nên khi mà cái người bác sĩ mà hỏi ra một cái câu nào đó thì họ sẽ trả lời quyết. Thì họ quay về sự chú ý này. Họ quay về sự chú ý này. Với họ trả lời quyết, cái đó mới là cái chất. Chứ họ lúc đó họ không có thể sự để tâm để trả lời giảng dối. Hoàn toàn là cái bản năng tự nhiên nó họ phản xạ thôi. Ồ nghe họ đó mới giết người phải không? Ồ đúng rồi. Thôi vậy về cho tôi nghe. Đó. Tôi nghĩ hiểu không? Tức là người ta do chú ý cái này mà người ta quên mất là cái âm thanh người ta nghe cái gì mà hỏi gì ta trả lời đấy. Thêm cái phản ứng. Hoàn toàn phản ứng luôn hết. Là người đó có học phương tâm. Người học phương tâm đâu đi chị phương tâm. Nhưng mà những cái câu trả lời đó là thật đúng sự thật hết đó thầy. Cơ hội đúng thật rất là cao. Cho nên người ta theo cái bản năng đúng không? Giống như người ta phản xạ phải là tự nhiên. Cái tỷ lệ đúng nó cao. Cho nên mấy đứa này là đi trị liệu được hết rồi. Ba đứa này đi trị liệu được. Ông này cũng giả phân tâm bây giờ không bị đó. Không biết rồi. Ba đứa này bệnh. Thêm đứa bệnh gia nhập vào cộng đồng nữa. Cộng đồng mình giàu á. Người ta có một trường hợp điển hình nữa, mình tới ba trường hợp. Nghiên cứu đó, đủ để nghiên cứu luôn rồi. Rồi đó, lần mai là cậu Sơn nghiên cứu. Áp dụng được đấy. Bạn này phải ghi ghi sử đây nè. Chúng tôi thực hiện 3 hồ sơ nghiên cứu trên 3 đối tượng này. Sau này ta ghi lại đúng đúng mọi người sao ta học. Đặc điểm nhận dạng luôn, 3 người này đều đeo mắt kiến. Rồi đó, điểm minh trừng đó ha. Còn chi tiết chứ. Gỡ kiến. Tỷ thôi đừng nghiên cứu, tôi tự nguyện, đừng nghiên cứu. Thì khi mà rơi vào những cái trường hợp như thế này á, sau khi đặt câu hỏi xong á, thì với phương pháp ấn đó, thì người bệnh đến khi họ có nói ra nguyên cái câu, họ sẽ liệt kê nói một cái vấn đề, sau đó dựa vào những cái từ khi nối lại á, sau khi mở mắt ra. Đúng rồi, tại vì họ đâu có hoàn toàn để tâm vào cái câu hỏi của người kia đâu, cho nên họ sử dụng mô tả ngắn rồi mà. Đúng rồi. Không có trả lời một cách dài, dòng, rỗng toát.
Bởi vậy nên khi họ mở mắt ra, cái khi mà họ mà tường thuật lại một cái vấn đề, tức là lúc này họ có khả năng họ liên kết được các từ rồi đó. Khi mà với những cái dữ kiện ngắn ngắn, những cái sự kiện ngắn ngắn nó quay trở về thì họ lại tặc nhớ đến một cái sự kiện mà nó xảy ra một cái thời quá khứ, thì lúc này họ tường thuật lại đầy đủ hơn cái sự kiện đó cho cái người mà vừa thực hiện cái phương pháp ấn này cho mình. Thì trong trường hợp đó cũng có trường hợp của một người phụ nữ không phải, này là trường hợp của một người đàn ông nha mọi người. Trường hợp này là trường hợp của người đàn ông bị chứng suy nhược thần kinh. Có phải ký thanh trợ không? Hay là lâu? Ôi trời ơi, mà không có làm được có giận. Giận mặt xấu cũng lắm, nhìn cũng xỉu. Đảo của Quỳnh Tài là ký thanh trợ ngồi kề gần Quỳnh Tài là đạo diễn Châu Ngọc Như hả? Ba hồi nãy gọi này đấu bệnh đó kéo xuống hè hồi mày cũng bệnh vui à? Vui à? Có người đang kéo xuống bệnh chung vui à? Tỷ không cầm nữa. Thì với cái trường hợp của người đàn ông này á, ông bị suy nhược thần kinh, thường xuyên mất ngủ, rồi với cái tình trạng là u uất, tức là ông rất là ít để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thì qua cái trường hợp điều trị với Freud á, thì sau một cái lần phương pháp ấn á, ông đưa ra được các từ này: từ quản gia, từ xe bò, từ nông trại, từ thành phố, thị trấn đêm, với từ chói. Chói. Với chỗ này mình không có đọc được cái phần thiết kế câu hỏi của Freud ha, chỉ ra được cái các dữ liệu mà ông này ông nói ra cung cấp ra thôi. Thì sau khi mà sử dụng phương pháp ấm, người bệnh nhân này họ mới nhớ tới một cái sự kiện là hồi nhỏ ổng có sống chung với một người chị gái, và chị gái của ổng bị chứng là hysteria. Thì thường á, tới tối là có là chị sẽ la hét, nhưng mà có một cái đêm á, một cái đêm nọ là người phụ nữ này la hét rất là dữ dội, tức là người chị của em ta. Lúc đó thì cái người quản gia mới đến chỗ cái người chị của cái ông này á, và bắt trói người này lại, trói người phụ nữ này lại. Sau đó dùng cái xe bò của nông trại, dùng xe bò nông trại của cái nhà này á, để chở cái người này đi đến thành phố, để đến cái thị trấn đêm luôn, trong đêm luôn. Đó. Tức là nó là một, tại vì thành phố mà hả? Để chữa trị. Ha, quên nha, bệnh dễ không cần chở đi, nên nó tự nguyện đi. để chữa trị. Tức là lúc này người ta phát hiện ra cái ca của người chị này bắt đầu bệnh trở nặng rồi thì phải đưa đi thành phố. Thì cái ký ức đó nó tồn tại trong lòng của cái người đàn ông này á, tới cái thời điểm này. Và khi bây giờ thốt ra một cái sự kiện nó lại liên quan tới một cái bệnh mà nó gần với cái bệnh của ông hiện tại, suy nhược thần kinh, là bệnh hysteria của người này. Thì nó là một cái ca, một cái trường hợp mà sử dụng phương pháp ấm. Đây là một cái là bắt đầu thật ra phương pháp của Freud từ từ ông đổi hết trơn qua mỗi cái thời điểm. Thì bây giờ cái thời điểm này á, thì khi mà ông hỏi liên tục á, thì đến một cái thời điểm nó xảy ra cái phản ứng là cái những người thân chủ của ông bắt đầu, những người này họ cảm thấy phản ứng là nó biểu quý rầy vì cái sự đặt cái câu hỏi của ông, tức là người ta không còn tập trung được nữa, mình cảm thấy thôi vậy quá bị quấy lại. Thế ông mới tự đặt lại cái vấn đề cho mình là cái vấn đề bài này nó cũng có lý. Tức là cái việc sử dụng cái cách ấn như bài như vậy thì cũng không phải là cái tối ưu và cái có thể khai thác được triệt để. Chị sẽ ấn chỗ khác nữa. Đây mới tới cái hồi nãy em nói đó, kỹ thuật liên tưởng tự do. Thì ông chuyển sang hẳn kỹ thuật liên tưởng tự do luôn, thay vì là phương pháp ấn, chỉ đơn thuần dùng kỹ thuật liên tưởng tự do thôi. Tức là sẽ không thúc ép bệnh nhân làm bất cứ cái điều gì. Tại thường khi mà dùng cái liệu pháp phân tâm lúc trước á, thì Freud sẽ có xu hướng là cố tình đưa ra những cái, đặt ra những câu hỏi để ép nạn nhân phải nhớ ra những cái sự kiện gì đó mà rất có thể nó sẽ tạo ra cái sạch chất. Thì lúc này ổng dùng cái phương pháp là để mọi thứ nó xảy ra một cách tự nhiên và dựa vào những cái kinh nghiệm lâm sàng của mình để kết nối những cái sự kiện đó lại. Với những cái sự kiện đó thì ổng bắt đầu sử dụng cái kỹ thuật liên tưởng tự do. Thì với những cái dự kiện đó nó có mối quan hệ như thế nào để có thể tham chiếu với cái dự kiện ổng đang có về cái ca bệnh của người này. Còn cái kỹ thuật liên tưởng tự do hôm trước anh dạy là gì, là sao? Liên tưởng tự do là liên tưởng tự do thông qua tranh. Thông qua tranh.
Còn đây là kỹ thuật liên tưởng tự do ổng dùng để bắt đầu ổng sử dụng cái cách này để ổng tham vấn trực tiếp với những trường hợp người bệnh của mình. Thì... có nhiều cách liên tưởng tự do đó. Có khi liên tưởng tự do thông qua từ nữa, âm thanh. Nó thông qua các cái giác quan cơ thể, liên tưởng tự do thông qua tranh và thông qua mắt. Thầy làm thử đi thầy. Ủa, không làm lần rồi, trong tiên một hình như còn thêm một lần nữa. Tùy nếu còn thời gian thì cho làm. Đó là bạn nào biết có ở đây có không? Thì đọc 50 từ đó. Có. Đó là liên tưởng tự do. Liên tưởng tự do thông qua kích thích thần kinh ở tai. Đó là mắt, tai, thì mũi, thì lưới, thân. Thì nó có những cái thần kinh đó thì người ta sẽ thông qua đó để giữ kiện, dữ liệu quá khứ nó trở về. Thì cái này á, là cũng là một cái phần mà đi từ cái phần đầu tiên á, là về bệnh suy nhược thần kinh. Còn cái phần tiếp theo á, là bệnh về nguyên tắc khoái lạc và trò chơi của trẻ nhỏ. Thì mình sẽ đi sâu hơn là tại sao trong này nó có phần cái nguyên tắc hoang khoái. Thì ở cái phần sau á, là nó sẽ được mình sẽ trình bày sâu hơn ở phần tiết sau. Ở phần đó chưa hoàn chỉnh. Tiết sau mới tới cái phần đọc, phần đề cập. Sau mới tới mấy con đứa thôi. Rồi bài học của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia tiết học ngày hôm nay. Mình tên là Ký Thanh Trà, Châu Ngọc Như Hờ. Tiết sao là đây nói nghe mệt. Đúng rồi á. Nghe mệt ha. Bởi vì bệnh mà bệnh sao mà nghe khỏe được. Tôi nghe buồn ngủ thôi. Tôi thấy buồn ngủ.